Là các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái phần qua được cái phần vùng chọn rồi. Thì chúng ta đến một cái phần gọi là phần nâng cao. Thì phần nâng cao chính là cái phần mà chúng ta học về blend màu, chính là hòa trộn giữa các layer. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cái việc đó. Thì thầy sẽ có một cái ảnh. Các bạn có thể chọn đồ ăn, các bạn có thể chọn ảnh gì đó tùy các bạn nha. Tôi sẽ chọn là biểu tượng như sau, đó là G. Chúng ta sẽ có một cái giải pháp, một cô gái đẹp. Thì các bạn nhớ là hôm trước thì thầy đã chia sẻ cho các bạn biết là khi mà chúng ta đã hòa trộn, đó là hòa trộn giữa làm tối rồi làm sáng. Thì trong cái phần làm sáng thì thầy muốn nói kỹ cho các bạn, bởi vì đây là có cái lệnh là color dot. Thì ở đây là giá trị là người ta làm cho màu phát quang. Các bạn ghi đi cách làm cho ảnh phát quang, làm ánh sáng chiếu qua vòm mây xong rồi tạo ra những tia sáng, thì người ta sẽ chọn như này. Các bạn sẽ chọn như thế này. Đây ạ. Và cái này nó sẽ cực kỳ tốt khi mà các bạn làm thiên về những cái đồ mang tính chất kim loại. Ví dụ như là làm cho vàng, bạc, làm cho xe hơi, làm cho cái gì mà liên quan đến kim loại. Bạn chọn cho tôi. Ví dụ quảng cáo cho trang sức, quảng cáo cho ô tô, quảng cáo cho xe máy, quảng cáo cho đồ gia dụng. Những cái gì liên quan đến đồ sắt thép thì bạn sẽ chọn phương án là catalog này cho tôi thì nó sẽ rất là đẹp. Đây ạ. Thì cái công việc đầu tiên như tôi đã chia sẻ cho bạn biết là tôi ấn vào Ctrl O và chúng ta sẽ có một cái giải pháp lựa chọn cho nó bằng cách là thư viện ảnh và chúng ta chọn vào biểu tượng là background. Trong phần background thì thầy đã chia sẻ cho các bạn biết là những cái biểu tượng tia sáng nó làm như này. Chúng ta cũng sẽ phải có một cái vừa gọi là phân tích cái phần tia sáng đấy là sao. Đây ạ. Bạn nhìn nhá. Bản chất của nó chính là một màu, một cái hình màu đen. Cái bản chất nhá, các bạn nhìn nhá, cái này là màu đen. Và trên cái hình màu đen đấy nó có các tia sáng là màu sáng, màu ghi đậm ghi nhạt. Các bạn nhìn thấy chưa? Có nghĩa là để mà sau này muốn tạo ra những cái tia nắng chiếu từ trên xuống thì bạn sẽ phải có một cái nền màu đen. Để sau này khi mà thầy bảo là thầy em ơi tạo ra một nền màu đen đi, ép hai cái nền ra một, thì bản chất cuối cùng tôi đang đưa cái đối tượng đó về dạng là nền đen và hình trắng. Các bạn hiểu cái này chưa? Ok, tôi ấn vào Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và Ctrl V ghép là nó sẽ tắt đi như này. Thì lúc này sau khi tôi đã chọn xong thì tôi ấn vào Ctrl V thì các bạn sẽ thấy là tôi đã có được cái hình. Và như tôi đã chia sẻ cho bạn biết rồi là khi mà chúng ta lập ra như này và chúng ta sẽ thực hiện một cái thao tác, đó là hòa trộn. Đây là hòa trộn làm sáng ảnh, nhưng mà chúng ta chọn vào đây thì chúng ta chỉ nhìn thấy những cái tia sáng của nó. Nhưng mà tia sáng này nó bị đục màu, các bạn nhớ nhá, nó sẽ bị đục màu. Màu nhỉ, nó sẽ bị đục màu. Còn khi mà các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ color, có nghĩa là những cái gì liên quan đến color thì tự khắc là nó sẽ làm cho cái màu chỗ nó sáng lên. Màu nó sẽ sáng lên, cảm giác như là cái ánh sáng của chúng ta chiếu qua nó mới rất là đúng được. Tôi sẽ ấn vào đây một cái, các bạn sẽ nhìn thấy. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy nhá. Ánh sáng chiếu này. Nó sẽ trong được cái hệ màu của các bạn đi. Đấy. Thì đây là một cái trong những cái cách, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ ấn vào Ctrl O và chúng ta sẽ có một cái biểu tượng thư viện này. Chúng ta chọn vào phim. Trong phần phim thì các bạn sẽ chọn xuống một cái biểu tượng là của chúng ta nó liên quan đến bằng sắt thép. Để chúng ta làm cho nó đẹp hơn thì chúng ta có thể làm như này. Chúng ta sẽ chọn đến mặt sắt này nhá. Ctrl H để tắt bỏ cái đường lưới đi. Thì các bạn nhìn này chưa? Theo thông lệ bình thường thì tôi sẽ ấn vào Ctrl O của chúng tôi và tôi sẽ thực hiện một cái thao tác. Tôi chọn vào thư viện ảnh và tôi chọn vào background. Và trong background thì chúng ta đã có phần texture và tất nhiên là tôi sẽ kéo hết cỡ xuống để chọn một cái màu. Cái đối tượng của chúng tôi nó vẫn là nền đen và hình bây giờ không phải là trắng mà nó là hình màu xanh. Các bạn có thể để nguyên bản của nó là có thể ấn vào Ctrl Shift U. Cái này Ctrl Shift U thì biến tất cả những cái màu nào đó ở phía trên cái ảnh đó trở thành đen trắng. Mà đen trắng thì nó mới chuẩn được. Tôi ấn vào Ctrl Shift U.
như các chữ U chưa, là cách biến ảnh trở thành đen trắng. Và sau đó thì các bạn có thấy rằng bây giờ chúng ta chốt lại một lần nữa là nền vẫn là nền màu đen và hình của chúng ta sẽ là có sắc độ ghi đậm, ghi nhạt và sáng chưa. Cái này sau khi mà các bạn học về kể cả quay dựng, các bạn muốn cho những ánh sáng chiếu vào thì người ta cũng ít khi người ta tự làm đó, người ta có thể là dùng cái gì đó hòa trộn, người ta sẽ xạy ra thì trông nó cũng sẽ chuyên nghiệp hơn. Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và Ctrl V kép là tắt nó rồi. Lúc này các bạn ấn vào Ctrl V thì các bạn đã có một cái hình nữa. Cái này khi mà các bạn hòa trộn là ví dụ làm sáng ảnh thì các bạn có thấy là màu bị đục màu không? Màu bị đục, nó không được trong trẻo. Thì để muốn cho nó trong trẻo hơn thì bạn nhìn thấy cái vàng này, tôi muốn là vàng nó phải óng hơn, trông giống như chúng ta đi đánh bóng của cái vàng ấy thì nó đẹp hơn, thì chúng ta sẽ chọn là Canner. Các bạn nhìn chưa? Đấy, màu nó sẽ đẹp hơn. Và tất nhiên là màu khi mà đẹp hơn như này thì chúng ta mới thấy là này, xoay đến đâu sáng đấy, xoay đến đâu đẹp đấy. Và chúng ta sử dụng một cái lệnh là Ctrl T. Ctrl T là gì? Ctrl T là phóng to thu nhỏ hình. Nhưng đồng thời giá trị là khi mà chúng ta chọn vào warp, cái biểu tượng warp như này thì chúng ta sẽ có một cái biểu tượng cho tôi là cong lên trên. Không nhìn đâu ạ. Hoặc là các bạn sẽ thu nhỏ lại và cong xuống dưới như này. Nhìn đâu ạ. Và sau khi cong dưới thì tôi ấn vào chữ V để tôi kết thúc cái đường này thì nó hơi cong, thì bắt đầu tôi ấn vào Ctrl T, tôi mới xoay cái này ra. Đấy, các bạn nhìn chưa? Và lúc này tôi có thể bóp bẹt ra lại hoặc như nào đó tùy các bạn nhá. Giãn ra để đây xoay đi một tí. Mọi người nhìn thấy như này chưa? Thì cái đường này nó phát quang, nhưng ở đây nếu mà tôi sẽ phân biệt cho bạn một cái lệnh opacity. Nếu mà chúng ta dùng opacity bảo thế như cái này hơi sáng quá, em có thể thu nhỏ cái này xuống à. Thì các bạn có thấy là khi tôi giảm opacity ngay tức là cái hình của chúng ta có thể giảm độ, nhưng nó bị sao? Màu bị đục màu. Nên tôi thật cho bạn biết trong giá trị hòa trộn của Photoshop, người ta dùng fill là giá trị đỉnh cao nhất. Bởi vì cái này nó khác biệt giữa input của Photoshop. Nếu cái này mà lại được sử dụng này gọi là bằng nhau thì nói thật cho bạn biết là input sẽ thay thế luôn. Bởi vì Illus là không có cái biểu tượng ở dưới này này. Nó khác nhau nhá, nhìn nhá. Cái này là giảm cả cái cường độ lẫn cái hình của đi, nên là chúng ta sẽ không làm được cái này được, nhìn nhá. Bây giờ tôi tiếp theo tôi sẽ chọn vào phương thức thứ hai cho các bạn xem là cái tự kéo đây. Bạn thấy khác không ạ? Ok, vậy thì các bạn nhớ một điều rằng cái phim của chúng ta có tính năng là giảm cường độ, nhưng cái màu sắc độ tươi của màu đó giữ nguyên. Nên chính như vậy mà khi tôi giảm cường độ tôi hay chọn là phim, chứ tôi không bao giờ chọn opacity. Opacity rất là nhanh nhưng không bao giờ đẹp bằng phim được. Đây là sự khác biệt nhá giữa hai đối tượng với nhau. Các bạn nhìn thấy cái này của tôi chưa? Đấy, đây là một cái nhá. Rồi. Cũng tương tự như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái giải pháp tiếp theo nữa là chúng ta sẽ ấn vào Ctrl O. Chúng ta sẽ chọn vào background, chúng ta chọn vào nội thất. Chúng ta sẽ chọn một cái nội thất tương tự như vậy để tôi làm cho ánh sáng của nội thất. Bởi vì nhiều lúc chúng ta sẽ phải làm ánh sáng cho một cái khu nào đó. Các bạn có thể chọn đây tùy các bạn. Đấy nhỉ. Để muốn tạo ra một cái ánh sáng vòm mà chiếu vào đây chẳng hạn thì tôi bắt buộc phải làm một thao tác như sau. Tôi ấn vào Ctrl G. Sau khi tôi ấn vào Ctrl G xong thì tôi phải dùng Multi. Multi là làm đậm màu đúng không? Để cảm giác nó thêm về tối, để tôi bắt đầu tôi quảng cáo chẳng hạn. Tôi ấn vào đây, đây là tối đen. Okay. Và tối như này thì tôi thấy rằng tôi giảm phim đi ở mức độ 50% thôi. Có nghĩa là các bạn có thể hạ xuống thấp như này tí để cho nó chậm cái độ của chúng ta đi một độ. Bởi vì lúc này tôi quảng cáo đèn mà. Các bạn hiểu tôi bán đèn không? Tôi bán đèn thì tôi phải, chứ chẳng nhẽ bây giờ tôi làm sáng tôi bán sofa à? Đúng không? Tôi phải bán đèn, được chưa? Thì lúc này tôi lập ra một layer mới và bắt đầu tôi thực hiện thao tác là tôi sẽ vẽ một cái biểu tượng đèn cho các bạn. Nhìn cái đèn này của tôi chưa? Sau khi tôi đã có cái này xong, tôi lập ra một layer mới rồi thì tôi sẽ đổ đầu tiên là màu trắng. Đèn của tôi đấy. Được chưa? Sau khi đã có đèn xong, chúng ta được quyền thao tác dùng công cụ M và quét qua phần phía dưới và thực hiện lệnh thao tác là dùng Shift F6. Shift F6 là nền mềm vùng chọn. Và tất nhiên như tôi đã chia sẻ cho bạn lần trước rồi, là để muốn xóa một cách đúng nghĩa thì chúng ta không bao giờ được quyền chọn một cái vùng chọn nó quá nhỏ. Ví dụ nhỏ quá thì ngay tức nó cũng sẽ gặp vấn đề, mà to quá thì nó cũng gặp vấn đề to quá, so với cái vùng chọn thì sẽ biến mất đúng không? Enter và chúng ta xóa thử xem. À cũng được, xóa tiếp thêm nữa, xóa này. Rồi, Shift F6 thêm một lần nữa. Tôi biết Shift F6 là gì không? Select, chọn vào biểu tượng Modify và chọn vào Shift F6. Đây là đường dẫn của nó nha.
nên là chúng ta không, nhiều lúc mà chúng ta ấn vào shift 6 trên bàn phím mà chúng ta không có được. Ok, thì rất là đơn giản, bạn chọn vào đây thôi, bạn chọn 100 cho tôi. 100 là tăng độ làm mềm lên để tôi sáng cho nó êm vào nền. À, thế là tôi đã có được một cái đèn. Và cái đèn này các bạn có đồng ý tôi là cái góc nó phải trái ra không ạ? Đấy nhá, ok, chúng ta ấn vào Ctrl T. Và sau khi mà Ctrl T xong thì ở trong cái Photoshop của người ta có một cái tính năng giữ phím Ctrl Shift and cầm góc này bẻ ra thì tự khắc nó sẽ đều hai bên. Nhìn không ạ? Ok, và sau khi bên này thì tôi sẽ cầm và tôi kéo vào đây thì hai bên nó đều kéo vào thì trên nhỏ dưới. Thế thôi. Xong. Thế là tôi đã có được một cái ánh sáng rồi. Được chưa? Và các bạn có đồng ý với tôi là khi mà chúng ta nguyên tắc của cái việc làm ánh sáng đèn hay là phát quang cho đối tượng thì bao giờ nó phải là nền đen không ạ? Nó bắt buộc phải là nền đen và hình trên phải là màu trắng. Nên tôi sẽ đập ra một nền mới và tôi thực hiện thao tác nó sẽ đặt nó cho nó một cái nền màu đen, đổ màu thôi. Thế đen chưa? Cho xuống dưới một layer thì có phải cái màu trắng ạ? Bây giờ tôi ép cả hai cái này thành một thì có phải là đúng nguyên bản là nền đen và hình trắng chưa? Chuẩn chưa? Cái này chúng ta phải biết cách là tại sao thầy lại tạo ra một cái nền đen, tại sao phải là màu trắng đấy? Bởi vì kết quả cùng chỉ tạo ra một tấm ảnh nền màu đen, hình màu trắng thôi. Ok, Ctrl E. Và lúc này các bạn sẽ thực hiện thao tác là chọn sổ xuống và chọn Ctrl Dock thì các bạn có nhìn thấy cái ánh sáng đúng không ạ? À, đây là cái đèn. Và tất nhiên là cái đèn này thì khi mà chúng ta dùng cái opacity tôi kéo xuống thì nó sẽ bị đục màu. Hiểu không ạ? Còn khi mà các bạn thấy là cái này nó sáng quá thì bạn có thể chọn ở phương thức thứ hai là chọn fill thì bạn kéo vào đây. Nó tươi màu nhưng nhìn được chi tiết này, nhìn được chi tiết chưa? Nó giống đèn thật hơn. Nhưng các bạn có thấy là đèn cần phải có độ nhòe không? Chứ nó không thể cứng được. Ok, vậy thì chúng ta lại tư duy là để muốn làm bóng chúng ta phải làm vào filter, chọn vào blur, chọn vào gaussian blur. Cái này gọi là tư duy sản phẩm, tư duy cách nhìn, tư duy thực tế. Chứ còn các bạn vẽ cho chơi chơi cho người khác, bạn là đây là cái bóng đèn thì người ta cũng đồng ý đây là ánh sáng đúng rồi, nhưng mà thực sự nó không thực tế. Tôi chọn vào đây gaussian blur thì các bạn sẽ thấy nó nhòe quá, tôi sẽ giảm độ đi, bạn thấy chưa? Kiểu cái này như là rồi sau khi đã có một cái đèn xong tôi giữ phím an, tôi copy đây, tôi có đèn thứ hai và tiếp theo thì sẽ có một cái đèn thứ ba. Các bạn có thấy là trong một số nội thất người ta hay có những cái đèn như này không để trang trí cho nó đẹp hơn, hiểu cái này chưa? À, cũng tương tự như vậy, các bạn nhớ một điều rằng là tôi có thể là làm cho nó có một cái đèn phát sáng. Các bạn nhìn đèn phát sáng như này không ạ? Nha, chúng ta làm đèn phát sáng rất là đơn giản thôi. Lúc này các bạn chọn được công cụ pen giúp tôi và tích thêm một điểm. Chúng ta sẽ tích từ đây một điểm, chúng ta sẽ tích vào đây một điểm. Bắt đầu tôi sẽ làm đèn phát sáng giống như cái này này. Các bạn nhìn này chưa? Ok, tôi tích vào đây, tôi tích vào đây. Và tất nhiên tôi ấn vào Ctrl Enter. Công việc đầu tiên, các bạn hãy chọn cho tôi một cái background dưới cùng, chính là cái lớp nền. Các bạn có thể nhân lên. Đúng không? Các bạn Ctrl Z. Và các bạn Ctrl Z thì các bạn sẽ nhìn lên này. Đây tôi trở về này, thì có vẻ tôi kéo ra cho bạn xem. Nhìn thấy có vẻ là hình này không ạ? Tăng độ lên tí, đây tôi phải kéo này ra cái này không em? À, rồi ok, Ctrl Z này. Trước khi tôi nhân bản, tôi phải ép hai thằng này thành một đã, được chưa? Để nhân bản cho chuẩn, Ctrl E. Sau đó bắt đầu bạn nhìn này, Ctrl Z này. Thì các bạn nhìn này, tôi sẽ kéo cho bạn xem. Đúng này, cái đèn, cái G trần của tôi chưa? Đó nhá. Sau khi đã có trần xong, các bạn có đồng ý với tôi là để muốn quay trở lại vùng chọn cho đối tượng, chúng ta giữ phím Ctrl và tích thẳng vào layer. Quay trở lại chưa? Nhưng vùng chọn này của chúng ta có bị cứng không? Tôi muốn làm mềm bởi vì tôi muốn đặt đèn bên gầm mà đèn thì bóng của nó phải làm như sao? Nó phải nhòe ra. Nên ok, tôi ấn vào Shift F6 làm mềm vùng chọn rơi tầm khoảng 20 gì đấy. Bắt đầu tôi đổ một cái màu, đó là màu trắng. Có nhìn thấy cái đèn này của tôi không ạ? Rồi. Bản chất của cái việc mà để làm cho phát quang lên có phải nó phải nằm trên nền đen không? Thì lại lập ra một layer mới và lại đổ một cái màu đen cho tôi. Rồi cái màu đen ấy phải nằm phía dưới. Thấy này chưa? Tôi ép cả hai thành một bằng Ctrl E. Quên mất. Trời ơi, chúng ta vừa làm một cái thao tác mà chúng ta không tạo nó layer này. Các bạn nhìn thấy chưa? Đổ màu đã. Đấy nhá, chuẩn rồi. Bước 2, lập ra một nơi mới và đổ một cái màu đen.
cho màu đen xuống dưới, tôi có 1 và 2 và ép vào thành 1 và căn cho đen. Thì bây giờ tôi hỏi bạn nhé, nếu tôi cho cái hình này xuống dưới thì có phải nó tạo ra phát sáng dưới cái gầm của cái này không? Và cái này muốn phát quang thì chắc chắn là phải làm một thao tác này đúng không em? Nhìn đèn của tôi chưa? Làm đèn rồi đấy. Tại vì là trong cái thiết kế của chúng ta, ngoài ra thiết kế về đồ họa thì có tính năng Photoshop là phục vụ cho về ảnh trên nội thất. Và bắt buộc là chúng ta phải lắp đèn, lắp chất liệu được, thậm chí tạo bóng rồi cho hoa lá cành cây vào đều phải làm được hết này. Nhìn này, lúc này chúng ta sẽ giảm pin xuống. Bạn nhìn thấy cái đèn tôi chưa? Đấy, phát sáng ngày trước sau này. Đấy, tôi thắp thêm một cái đèn nữa vào cho nó đẹp. Hiểu cái này chưa đã? Tất nhiên là chúng ta có thể làm những cái đèn ở trên này nữa này. Nhìn này, đèn ở đây này, đèn ở đây này, đèn ở đây này, đều làm được hết. Ok, tiếp theo. À, cũng tương tự như vậy, tôi sẽ dùng cái công cụ Ellipse và tôi sẽ vẽ biểu tượng như này. Tôi vẽ một cái biểu tượng hình tròn. Và sau khi tôi đã có biểu tượng hình tròn thì tôi sẽ lập thêm một layer mới. Và tất nhiên tôi sẽ đổ một cái đầu tiên là màu trắng. Đây là đèn của tôi. Được chưa? Đèn ở trên trần mà. Ok. Sau khi đã có đèn trên trần xong rồi, bây giờ tôi lại phải làm một thao tác nữa. Tôi lại phải Ctrl Z này một lớp. Tôi có mặt đèn số 2. Thì riêng đèn số 2 này tôi phải bắt buộc dùng cái biểu tượng là chọn vào Blur và chọn vào Gaussian Blur để làm sao cho cái đèn của tôi nhẹ ra, để tôi tí tôi làm cái bóng đằng sau cái này này. Các bạn hiểu cái này chưa? Mà để muốn phát quang được cái này thì bạn phải làm ra một thao tác là lập ra một layer mới, lại đổ một cái màu. Tôi sẽ vẽ một cái hình tròn nó nhỏ nhắn thôi. Tôi đổ một cái miếng màu màu đen. Và màu đen ấy phải xuống dưới thì có phải có hai này không? Tôi ép cả hai này này thành một bằng công cụ như sau. Đây, chuột phải chọn vào nó. Chuột phải chọn vào biểu tượng là cái này. Số 3. Rồi chọn vào cái này. Các bạn nhìn thấy cái này của tôi. Tôi ép thành một bằng Ctrl E này, ép lại với nhau, tôi lại dùng hòa trộn, đó là dùng Thanner. Các bạn có nhìn thấy cái này chưa? Bạn nhìn đèn của tôi chưa? Nhá, đèn bên trong phải rõ, nhưng đèn bên ngoài phải nhòe. Và sau khi đèn bên ngoài nhòe xong thì bạn lại phải làm thao tác nữa, bạn kéo đây cho tôi tí. Ok, sau khi tôi đã có hai cái xong, tôi sẽ ép cả hai này thành một bằng như sau. Có phải đây là hai cái không ạ? Tớn là Ctrl G, Ctrl G là group, sau đó thì sẽ kéo sang đây. Tôi có đèn số, ví dụ đèn số 2, sau đó có đèn số 3. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Chưa nói này còn nhấn sao nhá. Ok, sau đó thì bạn có thể đặt những cái đèn ở vị trí này thêm vào nữa thì không có gì cả. Nhưng đây tôi tạm thời tôi làm cho bạn một cái ánh sáng đèn như này. Hiểu cách làm chưa? Sau khi đã làm xong, các bạn có thể được quyền chụp màn hình bằng Ctrl Shift Alt E. Ctrl Shift Alt E. Ctrl Shift Alt E là chụp toàn bộ màn hình nhá, nhìn thấy chưa? Nó ra một cái ảnh này chính là ảnh trên cùng, nhìn không ạ? Và như vừa rồi tôi đã nói cho bạn biết, để muốn cho cái ảnh này nó nhiều sắc độ hơn, tôi sẽ sổ xuống, tôi chọn vào đầu tiên là làm sáng ảnh. Ctrl Z lần thứ hai tôi sẽ làm cho biểu tượng đó là Multi, làm cho đậm ảnh. Thì bạn sẽ thấy là ở đây nó sẽ cường độ chúng ta sẽ giảm đi một độ. Tiếp theo cái ảnh thứ hai tôi cũng giảm một độ, thì cái ảnh trước và sau của chúng ta nó đã khác rồi, nhìn đúng không ạ? Đó, trước sau. Đó, các bạn hiểu cái này chưa đã? Và tất nhiên ảnh đầu tiên thì chúng ta sẽ phải khác hoàn toàn. Và tất nhiên ép 12 lần nữa thì nó sẽ được nhanh. Đấy, vừa rồi tôi vừa vẽ cho các bạn một số liên quan đến hệ thống về đèn trong thiết kế về nội thất. Tất nhiên để muốn vẽ về chất liệu nữa thì chúng ta có thể làm được. Ok, tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến một cái công đoạn nữa, đó là chúng ta sẽ học về cái hòa trộn lọc ghi. Các bạn ghi đi cách hòa trộn lọc ghi. À, lọc sáng, lọc tối, bây giờ thì chúng ta sẽ đi qua đến lọc ghi. À, chúng ta sẽ dùng công cụ M và chúng ta quét qua. Đầu tiên tôi sẽ đổ màu đen. Tiếp theo tôi sẽ ấn vào đây, tôi sẽ đổ Ctrl Y ngắn, tôi sẽ đổ màu trắng. Và tiếp theo tôi sẽ để đến phần giữa, tôi khóa nền lại. Và thực hiện thao tác là Image, chọn vào Adjustment và chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là Edit. Chúng ta chọn Fill cho nó một cái màu. Rồi cái màu đấy thì tôi để 50%. Đấy, theo đúng cấp độ này. Tôi chuột phải chọn một, tôi ghép vào đây. Tôi chuột phải, tôi chọn vào tư, tôi ghép vào đây. Và lúc này tôi sẽ ép cả ba cái này thành một bằng Ctrl E. Coi như đây là sắc độ của một tấm ảnh, có đen, có trắng và có ghi. Trong giá trị màu ghi hôm nay thì tôi sẽ phân tích cho các bạn thiên về hai giá trị. Giá trị thứ nhất là ghi, thiên về ghi sáng. Và thứ hai thiên về ghi đậm.
tôi sẽ chuột phải cho vào đây cho các bạn nhìn này không ạ? Các bạn để ý này, lúc này tôi sẽ sổ xuống, tôi chọn hòa trộn là overlay. Overlay là giá trị lọc ghi, bản chất của nó là lọc cái màu ghi trên một tấm ảnh. Và lúc này thì tôi đã để cho cái màu ghi nó là 50% rồi, nên là khi bạn chọn vào hòa trộn như này thì màu ghi chúng ta sẽ không có tác dụng, bởi vì nó lọc 100% cái ghi, 5% ở giữa rồi. Cái ngưỡng ở giữa là cái ngưỡng mà chúng ta sẽ không thấy hiệu ứng đối với giá trị overlay hoặc là giá trị soft light, half light, vivid light của toàn bộ tất cả cái này. Các bạn nhìn thấy chưa? Ok, tôi ấn vào overlay nha, các bạn sẽ nhìn thấy không? Hai bên của chúng ta nó có sự thay đổi, một bên là sẽ là sáng, một bên tối. Như các bạn nhìn này, trước và sau, bạn để ý chỗ này cho tôi nhá. Nhìn này, trước và sau này, chả tác dụng. Thấy không? Tắt đi và bật lên có tác dụng đâu. Bởi vì ghi này là 50%, nó là ngưỡng để đánh giá của chúng ta là ghi đấy sẽ thiên về ghi sáng hay là thiên về ghi tối. Nên màu ghi này của chúng ta sẽ không tác dụng, nên là tôi đang nói cho bạn cái ngưỡng ở giữa là cực kỳ quan trọng. Bởi vì sau này còn học cảnh nhấn nhá trên tấm ảnh nữa. Ok, vậy thì overlay là giá trị lọc ghi nên màu ghi sẽ bị trượt tiêu. Trong màu đen của chúng ta đã có một chút xíu rồi thì chúng ta sẽ làm ra nha. Tiếp theo, sổ số. Bây giờ tôi sẽ đưa ra ví dụ cho các bạn cách như sau. Tôi sẽ vẽ vào đây. Tôi lập ra một layer mới và tôi chọn một cái màu y ngắn, tôi chỉ vào đây là màu ghi 50%, và lúc này tôi kéo đẩy lên trên màu ghi. Có nghĩa là cái gờ màu ghi này từ khi tôi tạo ra thì nó sẽ sáng những cái màu ghi 50%. Các bạn có nhìn thấy cái màu này của tôi không ạ? Và cái màu này có sáng cái màu này không ạ? À, người ta gọi là ghi sáng. Vậy thì ghi sáng nếu mà dùng hòa trộn lọc ghi thì nó sẽ cho cái tấm ảnh nó hiệu ứng là sao? Thì các bạn ở đây tôi sẽ tắt màu này nhá. Nhìn chưa? Nhìn này. À, tôi sổ xuống, tôi chọn vào overlay. Những cái gì màu ghi của chúng ta vượt quá 50% thiên về ghi sáng thì nó sẽ cộng với lớp ảnh dưới làm cho sáng ảnh lên. Các bạn nhìn sáng ảnh chưa? Nhìn này, đi qua sáng ảnh. Ảnh nó sáng không? Ảnh sáng lên chưa? Có nghĩa là cái ghi nào thiên về ghi sáng thì khi hòa trộn thì nó cộng với cái lớp ảnh dưới nó sẽ làm cho sáng ảnh. Ok, được chưa? Nên tại sao người ta phải có ghi 50% ở giữa thì gọi là để đánh giá. Bạn nhớ nhá. Ok, tiếp theo. À, cũng tương tự như vậy, tôi sẽ dùng công cụ M rồi tôi quét qua một cái điểm nữa và tôi dùng Y, tôi sẽ tích vào đây và tôi sẽ thiên về ghi tối, đúng không? Đổ màu nhá. Các bạn có thấy là ghi này thiên về ghi tối không? Ok, tôi lại tắt bỏ cái này đi và tôi lại dùng hòa trộn cái này bằng cách là tôi chọn vào overlay. Thì những cái thiên về ghi tối nó cộng với lớp ảnh dưới làm cho đậm màu nhá. Vậy các bạn nhớ một điều rằng cái màu ghi ở 50% thì nó rất ít thôi, nhưng mà cái gì thiên về ghi sáng sẽ làm cho sáng ảnh, cái gì thiên về ghi tối sẽ làm cho tối ảnh. À nhá, cộng với lớp ảnh dưới làm cho. Vậy thì tôi hỏi bạn nhá, đây bỏ cái này đi. Lúc này tôi nhân bản cái lớp gốc làm hai bằng Ctrl Z và tôi ấn vào Ctrl Shift U. Ctrl Shift U để cho các bạn nhìn là cái ảnh của chúng ta đang ở dạng là màu ghi nào. Thì các bạn có thấy là cái phần má, phần mũi, phần tay, những chỗ sáng này gọi là ghi gì? Còn những cái phần hốc cổ như này thì gọi là ghi gì? Vậy bây giờ nếu mà tôi hòa trộn giữa hai lớp ảnh thì các bạn có thấy là cái phần đậm nó sẽ đậm hơn, phần sáng sáng hơn, vậy thì có phải tăng độ tương phản cho cái tấm ảnh không ạ? Nên thường thường cái ảnh của các bạn sẽ cảm giác là nó trong trẻo hơn, nó sắc nét hơn, nhưng bản chất nó là chế độ lọc ghi. Nói đúng nghĩa của nó là lọc ghi, chứ không phải là chúng ta bảo ôi cái này overlay là làm tươi màu. Thực sự là đấy là sai, nói đấy là nói không đúng. Các bạn nhớ nhá, này hôm nay tôi phân tích cho các bạn màu ghi rồi. Ok, thì bây giờ tôi sẽ quay trở lại này, nhìn này. Vậy trong trường này nếu mà tôi ấn vào Ctrl Z, tôi sẽ cần hòa trộn giá trị overlay thì các bạn có thấy là màu sáng sáng hơn, màu đậm đậm hơn, đúng không? Nhưng các bạn sẽ thấy một điều xảy ra là cái màu chúng ta bị tương phản mạnh quá nên nó hơi gay gắt, nó không có đẹp, nó không có dịu hiền, nó không có ôn hòa. Nên chính vậy mà chúng ta cần phải giảm cái phim đi 50%. Ok, trước sau. Các bạn thấy không ạ? Màu trong hơn. Và cái này nó có một cái điều đặc biệt như sau, là khi bạn chọn vào overlay thì màu của nó là cường độ mạnh, cũng nghĩa là hòa trộn lọc ghi mạnh. Nhưng nếu mà chúng ta chọn cái cường độ nhẹ hơn thì bằng cách là chọn phim giảm xuống, hoặc các bạn có thể chọn vào soft light. Soft light là lọc ghi nhưng ở cường độ nhẹ. Thường thường tôi dùng soft light. Ấn đây thử xem nhé, nhìn này. À, đấy rất ôn hòa, các bạn nhìn thấy không? Không cần phải giảm đâu cả. Đấy, màu đủ trong.
Và nhiệm vụ của GoPen là các bạn có thấy là khi mà chỉnh cho một tấm ảnh thì các bạn phải làm nhỉ, sắc nét, trong trẻo, cái gì tốt thì bạn phải làm hết cỡ cho tôi đúng không ạ? Rồi tiếp theo, chúng ta phóng to một chút xíu và tôi sẽ trở về dạng overlay cho các bạn. Trước khi làm, các bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều chi tiết của trong cái vùng tối. Mọi người nhìn thấy nhìn nhiều chi tiết trong vùng tối chưa? Nếu tôi chọn một giá trị, tôi chọn vào overlay thì các bạn có nhìn thấy chi tiết trong vùng tối sẽ bị biến mất nữa. Hòa trộn overlay hay soft line nó có một cái khuyết điểm là những chi tiết trong vùng tối thì thường bị mất. Nên chính vì vậy mà để muốn làm cho nó chuyên nghiệp hơn, người ta sẽ chọn như sau. Nhìn nhá. Chúng ta sẽ lọc khu vực màu đậm của giá trị ảnh trên của phần soft line đi để tôi lấy cái phần là tương phản giữa cái này thôi. Thì hôm trước tôi có chia sẻ cho các bạn cái lệnh đó là lệnh gì ạ? Chúng ta chuột phải chọn vào biểu tượng là Blending Option. Có nghĩa là khi bạn hòa trộn overlay xong, bạn muốn giữ lại chi tiết trong vùng tối, tránh trường hợp bị cháy sáng hoặc cháy tối, thì các bạn phải làm cho tôi một thao tác là Blending Option. Với Blending Option thì cái giá trị layer này này, layer trên này chính là tượng trưng cho cây này. Và từ đen đến trắng là sắc độ của tấm ảnh ở trên, thì vậy đây chỗ này là màu đen này. Nếu tôi kéo vào như này thì có phải chỗ này bị thủng không? Và bị thủng như này, có nghĩa là bị thủng đi thì có phải nhìn thấy cái tóc dưới không? Và cái tóc dưới thì có phải nhìn được chi tiết của nó không? Bởi vì bản thân lớp ảnh gốc của nó là chi tiết, ảnh dưới là nhìn được chi tiết. Còn ảnh trên khi chúng ta hòa trộn soft line và overlay vào thì cái tương phản nó mạnh quá. Chính vậy mà cái màu đen của chúng ta, cái trong cái khu vực đậm của chúng ta đậm quá nên nó mất chi tiết. Nên chính vậy các bạn nhìn này, tôi cầm này, tôi kéo cho bạn xem. Bạn có nhìn chỗ này nó bị mất chưa? Nhìn này, chỗ này bị này. Nhìn nhá, cầm này kéo này. Có thấy không? Kéo ra như này thì các bạn có đồng ý với tôi là tất nhiên chỗ này nó làm ra như này, nhưng mà tội là nó sẽ lấy luôn tất cả chi tiết vùng sáng ở trên cái gương mặt của chúng ta nữa. Thì để muốn lấy lại chi tiết cho cái vùng gọi là vùng tối của chúng ta giữ phí man tách cái vị trí màu đen hay đen. Để làm sao có nghĩa là cái sự chuyển giao giữa màu đen đến màu ghi đến sự êm mái hơn. Nên tôi tách ra bằng phím an, tôi cầm một cái kéo này. Nhìn chưa? Và sau khi tôi tách xong thì ấn ok thì các bạn sẽ nhìn thấy ảnh trước và sau của chúng ta vẫn trong như bình thường. Có nhìn thấy không ạ? Nó vẫn đủ tương phản nhưng nó trong hơn. Trong hơn nhưng không đồng nghĩa việc mà mất chi tiết. Bởi vì nó lấy vẫn là lớp ảnh gốc dưới mà. Đây này, nhìn này, cầm kéo ra ngoài cho bạn xem. Nhìn không ạ? Nhìn ra tôi kéo ra ngoài chưa? Có nghĩa là cái ảnh của chúng ta vẫn sâu lên một độ, vẫn trong lên một độ nhưng chi tiết trong vùng tối vẫn giữ lại. Thì đấy mới là quan trọng. Chứ không phải là chúng ta cứ làm cho nó mất hết nhá, các bạn hiểu chưa? Và thứ hai, như tôi đã nói, bạn biết là cái overlay nó sẽ không bao giờ bằng cái giá trị như tôi đã chia sẻ cho bạn. Là các bạn sẽ làm cho tôi hai giá trị là lọc sáng và lọc tối trộn lại với nhau thì sắc độ tấm ảnh bao giờ cũng đẹp hơn. Nhìn nhá, các chương gì nhắc lại một lần nữa để khẳng định thôi. Nhìn chưa? Sau khi làm xong cái này, tôi ấn vào các chương gì tiếp theo một lần thứ hai, tôi sẽ hòa trộn đó là làm tối ảnh. Nhìn chưa? Thì ảnh trước và sau này, trước này. Bạn thấy không ạ? À, cái sắc độ trên tấm ảnh bao giờ nó cũng đẹp hơn. Và đẹp như vậy thì tất nhiên cái tấm ảnh của bạn sẽ ngon hơn là chuyện đương nhiên rồi, đúng không ạ? Tiếp theo, với cái giá trị lọc ghi như vậy thì bây giờ tôi mới giải thích tại sao này, cái cách làm cho ảnh nó sắc nét lên bằng cách nào. Thì đây, tôi sẽ ấn vào chụp màn hình bằng Ctrl Shift Alt. Các bạn biết chụp màn hình chưa? Ctrl Shift Alt là chụp màn hình. Cái bước mà mình đã dần gần thành công rồi. Đây. Thì bắt đầu tôi mới làm cho các bạn một thao tác như sau. Nhìn này, ở đây hôm trước tôi đã nói cho bạn biết là thầy ơi, em muốn là tăng cái phần trên gương mặt cô gái sáng lên một tí thôi, còn phần tất cả những phần này em muốn lấy phần đậm, ok, phần đậm cho cô gái thì tôi có thể ấn vào Ctrl Z một độ nhá. Nhìn thấy chưa, nhìn thấy ảnh chưa, có hai cái này không, hòa trộn làm sáng ảnh thì có phải tất cả phần này sẽ sáng lên một độ không ạ? Bắt đầu tôi thực hiện chuột phải chọn là Blending Option. Và tất nhiên tôi sẽ phải làm một thao tác này, cầm cái đối tượng này tôi nọc từ đây đến đây, các bạn có thấy màu tối của tôi sẽ vào trong ha. Tôi muốn đẩy một tí là ánh sáng sẽ chiếu vào gương mặt cô gái. Nhưng đoạn này lại không êm bởi vì lý do là tôi chưa tách. Các bạn hiểu không? Kéo nhà là trượt tiêu này. Nhưng kéo bắt đầu giữ phí man và chưa tách nhà này. Các bạn nhìn chưa? Ok, xong. Và các bạn sẽ thấy rằng cái chân dung của chúng ta nó có sự khác biệt. Bây giờ tôi đẩy sáng con này. Nhưng nếu mà em thấy mà nó sáng quá thì bạn này giảm phim đi cho tôi một tí.
ok, tôi chỉ đẩy như tầm này thôi. Thấy chưa? Có nghĩa đẩy rất là nhẹ trên cái phần bề mặt nó, có nghĩa là để cho nó đủ sáng, đủ tối là được rồi. Và các bạn có thấy là nếu mà nó ưng ý cái này thì chúng ta lại chụp màn hình tiếp lần nữa. Chụp màn hình chưa? Và tiếp tục, bây giờ đến đoạn là tôi sẽ làm sắc nét nha, vừa rồi nhá. Tôi chỉnh cho nó này. À, làm mà gọi là sâu hơn về overlay hoặc soft line. Sau đó thì tôi có thể làm, bắt đầu làm cái sắc nét bằng cách là tôi lại ấn vào Ctrl Z này tiếp theo lần nữa. Thì có phải khi các bạn nhìn thấy là overlay, soft line, half line, vv line thì tất cả những cái này nó mang cường độ mạnh. Nhìn màu mạnh chưa? Ánh sáng rất là mạnh. Và sau đó thì hôm trước thì thầy có chia sẻ là cách làm ánh sắc nét này, đầu tiên là chọn vào layer này, nhân layer này đúng không? Cho layer đấy hòa trộn là vv line này. Sau đó chọn vào hòa trộn là filter, chọn vào azure và chọn vào high pass đúng không ạ? Có nhiều người cũng không hiểu tại sao là sắc nét thì ok, tôi sẽ giải thích cho mọi người nhé, ấn ok, nhìn không ạ? Thấy chưa, mọi người có thấy sắc nét không ạ? Trước sau cho bạn xem. Thấy chưa, sắc nét chưa, đừng sợi tóc chưa? Rồi mọi người bảo là thế ơi, vậy thì sắc nét này sắc nét quá, em muốn là cường độ, vậy thì các bạn có thấy là chọn giải pháp pin là quan trọng không? Đừng chọn overlay, overlay nó sẽ đục màu nên tôi sẽ chọn vào pin. Nhưng trước khi đi đến cái việc này tôi phóng to cho mọi người xem đã. Nào, quay trở về không hòa trộn nhá, thử xem. Có nhìn thấy không hòa trộn không? Cái lệnh vừa rồi tôi làm cho bạn là half line đấy, là nó có một cái là ví dụ như chọn vào filter, chọn vào other và chọn vào high pass đấy, nhìn thấy chưa? Nó tạo ra một lớp màu ghi và lấy toàn bộ tất cả chi tiết của lớp ảnh đấy tạo ra giữa ghi và sáng, tăng cường vạn. Thì các bạn có thấy là ở đây nó sẽ có những khe tóc này đậm không? Thì vừa rồi tôi nói bạn lọc ghi thì có phải là nếu mà thiên về ghi đậm sẽ làm cho đậm ảnh, những cái gì thiên về ghi sáng sẽ làm cho sáng ảnh không? Vậy thì nó đang tạo ra sự giá trị tương phản của một sợi tóc, một lỗ chân lông. Mà bình thường nếu mà chúng ta bảo là muốn làm ra lỗ chân lông một kỹ ấy, thì phải bằng cái này này. Tôi đảm bảo cho bạn biết dùng máy xịn mà chụp vào chân dung của chúng ta lỗ chân lông như nào, tôi làm được lỗ chân lông như vậy. Và chỉ có cái này mới đọc được thôi, bởi vì nó lấy được chi tiết trên một tấm ảnh của các bạn. Và nó sẽ chia cho các bạn nhìn này, chỗ này đậm không? Thì có phải chỗ này sắc nét không? Đậm làm đậm hơn, rồi sáng làm sáng hơn thì có phải là tương phản mạnh không? Thì có phải tấm ảnh của chúng ta sẽ có tương phản là những chi tiết là sự tương phản mạnh lên thì cái ảnh của chúng ta sắc nét lên là chuyện đương nhiên. Rõ hơn là chuyện đương nhiên, đây này, nhìn thấy không? Nên chúng ta mới hiểu rằng nọc ghi là chính là đậm sẽ làm đậm ảnh, sáng sẽ làm sáng ảnh, bởi vì nó thiên về ghi sáng và ghi tối. Vừa rồi tôi vừa nói này, đây có phải là ghi không? Ok, vậy thì lúc này chúng ta sổ xuống chọn là vivid line. Các bạn nhìn ra trước và sau. Được chưa? Nhưng cái cường độ này nó mạnh quá thì bạn có được quyền dùng phin và giảm xuống cho tôi 50%. Ok, dạng này là được rồi, trước và sau nhỉ nhá. Đấy, thế là chúng ta đã có một tấm ảnh sắc nét, hiểu cái chiều sâu của thiết kế không ạ? À? Rồi, tiếp theo. Bảo thế nhưng mà cái màu ghi đấy thì sau này cái 50% nó có tác dụng gì không? Đây tôi cho bạn xem này, ảnh của người nước ngoài người ta sẽ làm theo một phong cách như sau. Đó là sau khi làm xong người ta phải nhấn nhá tấm ảnh để sắc độ sáng tối ở đâu. Đây tôi lập ra một layer mới cho các bạn. Với cái layer mới này tôi sẽ đổ cho nó một cái màu bằng edit và chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là fill cho nó một cái màu và cái màu đấy là 50%. Nhìn thấy không ạ? Nếu tôi dùng giá trị hòa trộn là overlay hoặc soft line. Overlay nhìn chưa? Thì các bạn thấy chẳng có tác dụng gì cả. Ừ, đúng không? Nhưng cái này sau khi làm xong người nước ngoài người ta kết hợp với hai giá trị, đó là dark và burn. Dark là làm cho sáng ảnh lên, burn làm cho tối ảnh lên. Vậy thì có phải khi mà tôi tô vào phần này thì tự khắc cái màu ghi chúng ta thiên về ghi sáng thì chỗ đấy nó sẽ sáng ảnh lên. Còn cái này khi tô vào đây nó sẽ làm ghi tối, tối ảnh lên. Thì bạn nhìn nhá, tôi sẽ tích vào đây. Bạn muốn cái phần nào là to lên bạn cho đầu bút to lên cho tôi, nhìn chưa? Đây, bạn muốn chỗ này sáng không? Nhìn chỗ này sáng nhá. Tôi tô qua cho bạn xem này. Đây, cho bạn xem này. Đây, tôi cho bạn xem. Đấy, tôi sẽ đẩy mạnh cái này cho bạn xem. Chân dung tôi sẽ đẩy sáng lên. Ok, sáng lên. Sáng lên, sáng lên, sáng lên. Nhìn đây không? Sáng lên. Sáng lên. Tất nhiên trên máy của tôi nó sẽ đỡ hơn rất nhiều so với TV. Bởi vì TV của chúng ta nó sẽ không chuẩn lắm. Nhìn đây, chỗ này bắt đầu sáng. Sau đó ngược lại tôi sẽ chọn vào đây là làm tối ảnh. Thì bạn nhìn này, tôi lại chọn cái đầu bút nó to lên tí. Đây. Thế chỗ này em cần phải tối hơn. Ok, tối hơn. Các bạn nhìn thấy tối hơn chưa? Ok, tôi đẩy vào đây vì tôi nhấn nhé mà. Chỗ này, thế chỗ này cần phải nhấn cho nó sâu sâu hơn tí. Ok, sâu hơn tí. Thấy chưa? Chỗ này phải sâu hơn tí. À, chỗ này sâu thôi, còn cái chỗ lá cây này phải sáng lên để cho nó bắt mắt. Ok, chọn vào đây. Cho sâu hơn tí, cho sâu hơn tí. Được chưa?
các bạn nhìn thấy chưa? Ok, và lúc này các bạn sẽ thấy rằng trước và sau nó sẽ khác nhau. Hiểu cách này chưa? Nên là thường thường là sau này còn có những người người ta thu nhỏ cái đầu bút và người ta vẽ trên tấm ảnh, người ta có thể nhân nhá mũi này, mắt này, rồi tất cả mọi thứ là người ta có thể tỉa chi tiết được. Và tại sao lại làm được điều này? Thì bây giờ lại quay trở về là trạng thái đầu tiên, thì các bạn có thấy không? Thực ra bản chất vừa rồi tôi vẽ ra nó là chính là cái này. Thì có phải cái này của chúng ta chỗ này là ghi 50% không? Lọc chả có tác dụng gì. Nhưng cái phần này là ghi gì? Ghi sáng thì có phải là khi tác dụng cho lớp ảnh dưới thì nó sẽ làm cho sáng ảnh không? Còn chỗ này nó có phải là thiên về ghi gì? Thì có phải là cộng với lớp ảnh dưới làm cho tối không? Thì có phải nó nhấn nhá sáng tối trên tấm ảnh không? Nên là làm một tấm ảnh, làm được đến tầm này thì chúng ta phải cái gì cũng tốt dành cho nó, dành cho nó, dành cho nó thì nó mới ngon được. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Ok, tiếp theo. Đấy, trước sau các bạn nhìn nhé. Và tôi làm cho bạn biết ấn F12 thì các bạn sẽ thấy là ảnh mà chúng ta khác nhau nhé. Chỉ cần chấn xét này. Đấy, đấy, chúng ta sẽ làm một thao tác như vậy. Tiếp theo. À, đây, chúng ta sẽ có một cái này gọi là hòa trộn đảo ngược màu. Các bạn ghi đi cách hòa trộn đảo ngược màu như sau. À, để muốn làm ra một số cái tông màu như là blend màu ảnh cưới cho Hàn Quốc hoặc là hơi cổ điển thì màu sẽ hơi úa vàng. Các bạn có thể làm theo cách này cho tôi. Nhìn nhá, tôi sẽ ấn vào Ctrl V tab. À, và sau khi tôi ấn vào Ctrl V tab xong thì tôi ấn vào Ctrl O, tôi sẽ có một cái thư viện này. Tôi sẽ có một cái ảnh A. À, các bạn sẽ kéo xuống đây thì có rất nhiều thể loại về ảnh cưới và chúng ta có thể blend màu cho nó dễ dàng được. Ví dụ màu sắc thế ra nó hơi cổ điển đẹp. Chúng ta sẽ làm hơi thu tí. Chọn một cái trước đã. Còn cái thứ hai trước nha. Ok, chúng ta chọn này. Đây các bạn nhìn chưa? À, ví dụ như là những cái tấm ảnh như thế này chẳng hạn thì chúng ta có thể làm cho nó sắc nét lên. Đây ví dụ ảnh này nó chưa được sắc nét này, chúng ta có thể làm sắc nét bằng Ctrl G này. Việc đầu tiên là tôi sẽ hòa trộn cho nó làm sáng ảnh. Ctrl G lần thứ hai tôi sẽ hòa trộn làm tối ảnh. Bạn nhìn chưa? Và trước và sau tôi kiểm tra rồi. Thấy chưa? Nó là khác nhau đúng không? Sau khi làm xong các bạn có đồng ý với tôi là tôi chụp màn hình bằng Ctrl Shift Panel không? Có nghĩa là tôi thành công bước rồi, chụp màn hình để nó như ảnh gốc ban đầu. Ok. Tiếp theo tôi ấn vào Ctrl G lần thứ hai. Và với Ctrl G này thì các bạn nhớ một điều rằng là tôi sẽ phải chơi một trò như sau, hòa trộn làm sáng ảnh. Hòa trộn làm sáng ảnh như gì? Tôi đẩy tông sáng của chân mặt và tổng quan giữ nguyên. Ok, blending option của tôi vừa làm cho bạn xem. Thì lúc này tôi cầm thì tôi kéo như này đúng không? Đấy, ví dụ như này và giữ phim ăn bạn có thể tách ra như này cho tôi. Ok, tôi sẽ đẩy ít trên cái gương mặt thôi. Và lúc này tôi sẽ kiểm tra lại nè, trước và sau. Các bạn có thấy là mọi sáng nó sẽ như này. Và sau khi mà tôi tích như này thì tôi có thể giảm cái cường độ là mức độ vừa phải. Thế là đã xong được cái lớp thứ hai và này chụp vào Ctrl Shift này. Liên quan đến thu thì chúng ta cũng có thể là tiết trời nó sẽ hơi lạnh nên là tất cả những cái lá cây này chúng ta sẽ phải chỉnh lại cho nó một tí. Qua cái hôm trước tôi vừa chọn cho các bạn đó là hòa trộn giữa các kênh màu. À, tôi sẽ chọn vào kênh màu và lúc này chúng ta sẽ có một cái kênh đó là kênh màu xanh lá cây. Trộn với màu blue sẽ là màu xanh dương. Và tất nhiên là để muốn hiểu được cái bản chất này thì các bạn có thể chọn vào Edit và chọn vào biểu tượng cho tôi, đó là cái này. Ctrl K. Ở đây, Interface đây. Các bạn có nhìn thấy cái biểu tượng là sâu cái kênh màu này em ạ. Sâu kênh màu để cho nhìn thôi, nhìn thấy chưa? Để cho mọi người biết rằng là hóa ra nó là kênh màu xanh trộn với cái này ra màu kia.
chứ không phải là toàn ba cái màu ghi mà tự nhiên là trộn với nhau ra cái đấy thì nó không đúng, đúng không ạ? Nhìn nha, tôi chọn là Ctrl N là chọn kênh màu đó, Ctrl C là copy cái kênh màu chỗ này và paste sang bên này là Ctrl V. Và sau khi paste xong thì các bạn sẽ thấy rằng là tôi sẽ làm sao, tôi tích vào đây thì màu tôi bắt đầu nó đã hơi lạnh rồi, Ctrl D. Tôi đã có được cái màu này. Và sau khi đã làm xong màu này xong thì bây giờ chúng ta sẽ phải phủ cho nó một cái màu nó hơi úa vàng. Hơi úa vàng nhưng bằng cách nào? Thì bạn nhìn thấy tôi lập ra một layer mới, tôi sẽ chọn một cái màu đó là màu xanh đậm. Màu xanh trước đi, đổ màu này. Các bạn nhìn thấy ảnh này chưa? À, và cái màu xanh này đối nghịch với màu gì? Xanh dương thì đối nghịch với màu vàng, đúng không? Màu đỏ thì đối nghịch với màu cyan, màu lá cây thì đối nghịch với magenta là màu tím hồng, đúng không? Vậy bây giờ tôi ấn vào Ctrl Y tôi biết ngay. Nhìn Y chưa? Ctrl Y ngắn là đảo ngược giữa đen và trắng, giữa xanh và vàng. Vậy thì các bạn có nhìn thấy màu xanh không? Nếu tôi dùng hòa trộn cái này thì có phải là tự khắc cái màu tổng quan ảnh của tôi bị ám vàng không ạ? Thì nó thiên về thu mà, tôi mục đích của tôi là như vậy. Chứ mà thiên về gọi là ảnh Hàn Quốc thì còn mùa xuân hay cái gì đó thì các bạn nhìn này. Lúc này tôi sẽ lập ra một layer mới và tôi đổ một cái màu thật sự là màu rất là xanh. Đây ạ. Và trong cái giá trị hòa trộn giữa các kênh màu của chúng ta nó có tính năng đảo ngược màu. Nhìn đảo ngược màu chưa? Có nghĩa khi bạn hòa trộn vào đây thì ngay tức lớp ảnh chúng ta sẽ phủ lên một lớp nó là lớp màu vàng. Và lúc này nó sẽ khiến cho tấm ảnh cho chúng ta sẽ cổ điển. Tích vào đây một cái nó sẽ cổ điển. Nhìn không ạ? Và tất nhiên là sau khi phủ xong như này thì các bạn sẽ thấy là nó màu xanh hơi bị nặng quá thì tôi có thể sổ xuống và tôi cho vào đây cho tôi các bạn. Nào trước và sau. Các bạn nhìn chưa? Phủ vàng một tí. Đúng không ạ? Đó. Nha, các bạn nhìn thấy chưa? Và sau khi mà đã phủ vàng xong thì chúng ta đã có được cái biểu tượng như này. Và tất nhiên để muốn mà cái tấm ảnh mà chúng ta có thể nó cổ điển hơn nữa thì bạn có thể dùng cái hòa trộn đó, nó hòa trộn làm cho sắc nét nhưng mà dùng trên một cái chất liệu gọi là phim nhựa. Em biết phim nhựa không ạ? Hay có độ nhiễu đó. Ok, thì lúc này chúng ta có thể chọn vào một cái giải pháp thư viện này. Chúng ta chọn vào background. Tất nhiên là những cái này thì các bạn nên đi kiếm. Thì nó sẽ rất là nhiều những cái này, thứ nữa. Thầy có thể hỗ trợ là thầy sẽ copy cái này cho các bạn nhưng mà tổng quan là các bạn phải đi kiếm thêm. Đúng không? Và sau khi mà tôi chọn vào texture này thì các bạn sẽ kéo xuống một cái nữa thì ở đây tôi sẽ có những cái chất liệu theo kiểu như thế này, nó hơi bị xước xước. Đây ạ. Các bạn có thể đi kiếm những chất liệu nó hơi bị cái theo thời gian nó bị phai hoặc cái gì đó. Ok, Ctrl E chọn hết, Ctrl C copy và Ctrl V kép. Lúc này sang bên này thì chúng ta ấn vào Ctrl V thì cái hình của chúng ta rất là lớn, đúng không? Theo công nghệ bình thường thì chúng ta lại hòa trộn nó Vivid Light. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái ảnh của chúng ta có thể vết xước rồi. Phần thứ hai chúng ta chọn Filter, chọn vào Azure và chọn vào High Pass thì có phải là lúc này chúng ta sẽ có một cái ảnh nó khá là cổ điển đấy. Đấy có nghĩa là chúng ta tạo ra cái chất liệu cổ điển cho tấm ảnh của chúng ta bằng cách là qua cái này. Bởi vì nguyên tắc của này là nó chỉ tạo ra giá trị tương phản giữa lấy được toàn bộ chi tiết của cái tấm ảnh chúng ta đang dùng và nó sinh ra một cái việc là làm đậm và làm sáng, nên chính vậy mà chỗ đấy nó sẽ được sinh ra như này. Các bạn nhìn thấy chưa? Và lúc này chúng ta đã có một cái ảnh khá là cũ từ phiên bản từ F12. Ctrl Z này. Ok. Thì đây chính là cách người ta có thể ứng dụng cái blend màu đấy qua việc đảo ngược màu, được không? Rồi tiếp theo. À, cũng tương tự như vậy thì chúng ta cũng sẽ có những cái biểu tượng về cái kênh màu của chúng ta nữa, đó là cách hòa trộn gì ạ? Lập ra một layer mới, chúng ta hòa trộn vào đây. Về saturation. À, cái này là hòa trộn người ta gọi là phủ màu. Phủ màu lên tổng quan toàn bộ tấm ảnh và lấy được cái khối của tấm ảnh đó, giữ được chi tiết của tấm ảnh đó không phải độ mờ. Ví dụ bạn muốn là cái tấm ảnh này của chúng ta thiên về một cái màu nâu gì, ok, chúng ta sẽ lập ra vào đây và chúng ta sẽ chọn một cái màu nâu. Và thầy ơi, tại sao thầy lại chọn màu nâu mà không phải màu khác? Màu khác cũng ra, nhưng với điều kiện là các bạn sẽ phải chọn cho tôi một cái tông màu. Và phần thứ hai, bạn phải hiểu được mặt nạ cơ. Tại sao tôi phải chọn những cái màu nâu để hòa trộn trên tấm ảnh của con người? Bởi vì bản chất da người của chúng ta là màu nâu, nên khi hòa trộn vào thì cái da mặt của người là ít tác động nhất. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Nên tôi mới chọn màu nâu đó.
Ví dụ bạn muốn làm đồng cỏ liên quan đến Hy Lạp hay cái gì đó thì bạn chọn màu nâu cho tôi rất là dễ đẹp, mình sổ xuống. Chúng ta chọn vào đầu tiên là huê thì các bạn sẽ thấy rằng toàn bộ tông màu chúng ta sẽ ra cái này. Đúng không ạ? Có nghĩa là hòa trộn ra đúng cái tông màu. Nhưng nó giữ được nguyên toàn bộ cái khối ảnh. Các bạn nhìn thấy khối ảnh đúng không ạ? Khối ảnh của chúng ta nó sẽ đứng như này này, nhìn đúng không ạ? Khối ảnh vẫn giữ nguyên chứ không phải là giá trị như này nhá. Có nhiều bạn là cầm này kéo này xuống thì các bạn sẽ thấy là sao? Nó bị đục màu. Nó không phải là opacity, hiểu không ạ? Tôi sẽ sổ xuống, tôi chọn vào giá trị như sau, tôi chọn vào phần huê. Đúng không ạ? Và sau khi làm xong thì các bạn có đồng ý với tôi là tiếp theo một lần nữa là tôi muốn chỉnh cái cường độ của cái màu này nhá. Sau này chúng ta học sâu nữa, tôi sẽ chỉnh cái cường độ này, màu nó sẽ ấm lên nữa. Thì bằng cách nào thì tính sau nhé. Nhiệt của màu chúng ta làm được. Nào tiếp tục hòa chụp màn hình bằng Canon Ship anh em. Dùng hòa trộn bằng Canon G làm cho sáng ảnh đầu tiên. Tiếp theo Canon G lần thứ hai làm cho tối ảnh. Các bạn sẽ thấy là màu bắt đầu đã khác. Nhìn nào, nó vẫn là cái tông màu đấy nhưng lại có sắc độ tốt hơn hẳn so với lúc ban đầu. Bạn nhìn trước và sau của chúng ta nó nhìn không ạ? Còn sau này mà bạn muốn phốt toàn bộ tất cả những cái màu này thì nó rất là đơn giản thôi. Bởi vì này, nhìn này, chúng ta sẽ hòa trộn này, nhìn này, ép toàn bộ cái này xuống bằng Canon E, đúng không? Và sau khi Canon E thì bạn có thể giảm cái cường độ xuống đi một tí, nhìn này, hơi phốt tí màu này, nhìn lên chưa? Nhìn nhá. Bởi vì chúng ta đang giảm phim đi mà, nhìn chưa? Đây vẫn thiên về tí màu nâu nhá, nhìn chưa? Đấy thì lúc này là thì chúng ta sẽ tính khác, được không? Rồi phần cường độ sau này mà các bạn muốn đẩy mạnh những cái này thì không khó, chúng ta sẽ đẩy mạnh cường độ nó lên bằng cách là chúng ta sẽ chọn vào một biểu tượng là image, chọn vào adjustment và chúng ta chọn vào Canon U này. Sau này Canon U thì chúng ta chỉ thẳng vào cái vị trí của cái màu nâu này này, nhìn chưa? Nha, các bạn nhìn này, tôi sẽ chỉ thẳng vào nó thì sẽ ra sao, tôi kéo cho bạn xem nha. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy màu nâu của tôi chưa? Nhìn thấy màu này dựng lên chưa? À, đẹp hơn tất nhiên. À, nhưng mà vừa thôi, bạn ạ. Thế nhưng mà em muốn là cái chỗ này nó màu nó tươi nha, nhưng mà chỗ da này nó không được quá tươi nha thì tính sao? Thì người ta mới sinh ra một cái chọn là câu chuyện là mặt nạ. Và sinh ra cái bút bê. Bút bê để làm gì? Để tô nó mất dần đi. Thì tôi sẽ chọn cho nó phương hướng là tầm 40. Tô vào đây này, nhìn chưa? Da mặt vừa thôi. Thấy chưa? Ok, thì sau này cái gì cũng làm được hết mà em. Đấy, điều chỉnh được hết. Tất cả những chỗ này chúng ta sẽ điều chỉnh hết được. Thấy chưa? Chúng ta sẽ bớt cái chỗ này đi. Thấy chưa? Thì cái sắc của chúng ta nó sẽ tốt hơn. Đấy, cách làm nó sẽ như vậy. Ok, và cũng tương tự như vậy với cái mà chúng ta muốn thay đổi màu cho một tấm ảnh. Ví dụ như là Canon, chúng ta sẽ có một cái thư viện ảnh, chúng ta chọn vào G. À, chúng ta sẽ kéo xuống một chút xíu. Bất cứ một tấm ảnh nào liên quan đến bút của chúng ta. Đây ạ. Cái overlay nó rất hay ở chỗ này, bạn lập overlay mới này. Bạn muốn cái tóc này nó màu gì thì bạn chỉ cần dùng bút B. Bạn chọn cho tôi một cái màu bạn thích, ví dụ tôi chọn là xanh này nhá, nhìn chưa? Thì tôi chỉ việc là tô này, nhìn chưa? Tô này chẳng có tác dụng gì nhưng mà dùng overlay thì các bạn sẽ thấy làm sao màu này, màu tóc này. Nhưng lúc này chẳng có tác dụng gì, ok, tôi sẽ chọn vào biểu tượng color. Color chính là gì? Color nó vẫn là bản chất là hòa trộn, nhuốm toàn bộ cái ảnh ở dưới là màu bạn mong muốn, nhưng giữ lại nguyên khối. Các bạn nhìn thấy chưa? Tôi sẽ nhuộm tóc. Bây giờ tôi sẽ thích là tóc của tôi là màu hồng. Các bạn nhìn thấy chưa? Ra màu hồng luôn. Nhưng các bạn có thấy là bút bê tôi vẽ được rất là chuẩn xác, được chưa? Chỗ này màu xanh lá cây. Ok. Và tất nhiên màu mắt và màu môi của chúng ta là đều làm được hết. Nhưng với điều kiện là chúng ta phải vẽ rất là khéo, có nghĩa là thay cho việc mà chúng ta có những cái vùng trọng đơn giản thì phải có pen, đồ lại cái môi, đồ lại cái mắt. Thì các bạn nhìn này, vậy bản chất nó là cái gì? Sổ xuống, chọn vào đây. Đấy, bản chất của nó là chính là cái này. Các bạn có thấy không ạ? Tô màu được nhai thôi, mà chỉ cần hòa trộn là đó là về color. Color là hòa trộn gì ạ? Thay đổi màu của đối tượng. Đúng rồi, chính xác, tự nhiên, bởi vì nó giữ lại nguyên cái khối và sắc độ của tấm ảnh. Vậy thì sau này bạn có thấy là chúng ta thay đổi màu môi không ạ? À, các bạn muốn rằng là cái môi của chúng ta mà muốn có một cái màu khác. Ok, rất là đơn giản, nhìn nha, bóng to. Đây nè, tôi lập ra một đây mới, được chưa? Tôi sẽ chọn một cái màu hồng.
Đấy, ví dụ màu hồng nhạy chẳng hạn. Chắc còn là đấy, thầy thì không có chuyên gia về trang điểm, nhưng mà tôi cứ tạm thời chọn nhạy đi. Nhìn là tôi này, các bạn nhìn là đầu tiên tôi nhảy đúng không? Nhìn tôi chưa? Nhưng mà các bạn có thấy là cái opacity không? Chúng ta sẽ kéo tăng lên nhá, nhìn này, tô này. À, chẳng có gì kinh khủng lại đúng không? Nhưng khi mà chúng ta hòa trộn về overlay, nhìn chưa? Và cái cường độ này đang mạnh quá đúng không? Ok, vậy thì chúng ta mới sinh ra cái này. Các bạn nhìn nhá, nên là các bạn yên tâm một điều rằng là chụp ở bãi đá sông Hồng chẳng hạn vào mùa đông thì môi ai cũng sẽ bị thâm. Ok, không vấn đề gì cả, bởi vì là nếu qua tay tôi thì từ màu đó thì tôi sẽ chỉnh cho màu hồng hết. Các bạn yên tâm nhá, nhìn chưa? Đấy, thậm chí cả răng luôn có thể là chỉnh được màu này, nhìn thấy chưa? Và tất nhiên là màu mắt mà biết, nhưng cái cường độ của chúng ta vừa phải thôi, chúng ta chỉnh làm sao cho nó hợp lý thôi. Thì các bạn có thấy cái màu nợi của cái cô gái cũng nó hồng em hả? Vậy thì tôi hỏi bạn là quảng cáo cho nha khoa thì chắc chắn nó chết rồi còn gì nữa, đúng không? Bây giờ bạn muốn là răng nó trắng không? Trắng nữa không? Can Trung Di nằm vào trộn sáng ảnh, có phải răng trắng hay độ không? Ok, bây giờ tiếp theo cái phần mắt của cô ấy, mắt này ok, lập ra một layer mới, hòa trộn cho nó một tí bằng color. Sau đó tôi sẽ chọn một cái màu đó là màu xanh nước biển. Bây giờ tôi hỏi bạn, tôi tô vào đây tôi có phải màu xanh nước biển không? Đậm đấy là việc của em, không việc của thầy. Thấy chưa? Nhìn chưa? Các bạn thấy không? Và lúc này cường độ của chúng ta nó cho vừa phải thôi. Thấy chưa? Trước và sau của chúng ta đã khác nhau rồi. Đấy, đeo kính áp tròng, đeo len là chuyện bình thường. Bây giờ bạn muốn má hồng thì cái chuyện này rất là đơn giản, chỉ cần lập ra một layer mới và tôi lại tăng cái cường độ bút lên, to lên. Đúng không ạ? To lên nữa đi. Và tôi cho nó phớt, đánh phấn thì đánh nhẹ nhàng thôi, không đánh mạnh quá được, đánh mạnh quá là chết. Tôi chọn vào đây màu hồng nhẹ nhé, nhìn là phớt này. Đúng không ạ? Đầu tiên trông không có gì cả, nhưng mà các bạn nhìn này, hòa trộn overlay, bạn sẽ thấy rằng nó màu hồng thật. Cái nhìn chỗ này nó hồng chưa? Vậy thì hồng mạnh quá hay không thì tùy thuộc vào cái này. Vậy thì nó tùy thuộc vào cách nhìn của các bạn. Nên là con gái trang điểm qua Photoshop nó khác biệt hoàn toàn. Sau này khi mà chúng ta cho môi có thể là cười này, chúng ta có thể chỉnh mắt to này, mũi to quá thì có thể thon gọn này. Thì cái việc đấy không khó cả nha. Bởi vì Photoshop chúng ta có thể làm được toàn bộ tất cả đấy. Tóc xanh, tóc đỏ, tóc vàng, ok, không vấn đề. Thì cái bài hòa trộn này nó sẽ khiến cho các bạn là làm ra những cái biểu tượng như thế này. Và tất nhiên là trong quy trình đấy thì thầy đang lồng ghép giá trị là làm sao để hiểu được rằng là chúng ta lọc sáng, lọc tối để cho cảnh chúng ta tốt hơn thôi. Các bạn hiểu cái này chưa? Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ ngồi và thực hành tiếp cho thầy một cái giá trị, đó là lọc ghi. Và bắt đầu làm cho thầy một tấm ảnh. Các bạn đi trên mạng kiếm cho tôi một cái ảnh, thật sự là ảnh nó phải to, được chưa? Và làm cho nó đẹp hơn ảnh gốc là thành công. Làm xấu thôi.